Hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc nôi vô cùng nhỏ gọn cho các cái không gian mà hẹp như các nhà chung cư hoặc là các cái phòng mà nó không được rộng. Mình sẽ mở hộp ra và lắp, hướng dẫn các bạn lắp luôn. Đầu tiên thì các bạn tháo hết các cái bảo vệ bên ngoài ra, các cái xốp để cho nó sản phẩm khỏi va đập, tránh xước mới cả tránh làm hỏng vỡ. Lắp các cái chân vào. Sau khi lắp chân thì lắp phần càng, lắp vào phần chốt nó phải vào khớp. Ở dưới nó sẽ có một cái khớp, thì các bạn phải lắp cho nó khớp, một kịch khớp vào thì mới được. Sau đó lắp cái phần bên trên và lắp cái lồng nôi vào. Lồng nôi thì các bạn lồng từ trên xuống dưới, và lồng từ trên xuống phía dưới nó phải khít, và ở dưới nó phần dán nữa. Sau đó đến cái phần màn chống muỗi, và màn chống muỗi này thì nó treo thanh cho các cái đồ chơi của trẻ em, có mấy cái đồ chơi đấy, trẻ có thể lúc ngủ hoặc lúc không ngủ thì bé dậy có thể chơi cái đồ chơi. Phần màn chống muỗi, chống ruồi muỗi, các con bọ nó bò vào hoặc nó bay vào khi bé đang ngủ. Cái nôi này thì nó có điểm hay là nó có điều khiển, có gồm phần nhạc và phần điều khiển tự động đưa. Điện thì các bạn cứ lấy điện ở cái nguồn điện 220, cắm cơm, cắm nước, ổ điện bình thường nha bạn thôi. Trong cái điều khiển này thì nó ở phần pin thì để tránh nhanh hết pin, và nhà sản xuất khi mới sản xuất ra người ta có một cái tấm chắn pin ở dưới, thì trước khi điều khiển này bạn rút cái tấm chắn pin này ra được, xong bấm số 123 là tự quay, đang có tăng giảm bằng điều khiển, hoặc là nút ấn thì bạn có thể ấn trực tiếp vào phần nôi, phần đen này, hoặc không thì ấn bằng điều khiển thì nó sẽ tiện hơn. Nôi đã tự đưa đấy. Cái nôi này thì ưu điểm của nó là rất là nhỏ gọn, có nhạc, có thể điều khiển qua bluetooth hoặc là điều khiển qua điều khiển hoặc nút ấn, có đồ chơi mà trong mỗi như các nôi thông thường. Nếu mà khi nào em bé ngủ muốn nằm im thì các bạn tắt nôi đi, và để có cái chốt, ấn xuống nó sẽ chốt. Trong nôi thì cũng có cái phần để mà đai để giữ em bé. Sau đây mình đặt em bé mình vào. Cho em bé nằm ra và có đóng các cái chốt rồi. Nó mai cầm bé sẽ không bị sợ ngã, và khi mà bé hiếu động nó bò thì nó lật, nó lẫy thì nó sẽ ngã. Không có cái chốt chặt vào là được, nó có cái khớp đấy. Đồ chơi thì bé rất thích. Từ con đại rồi, bố đang điều khiển tí nữa bố tâm ạ, tí nữa bố tâm. Không, khi mà bé nằm im thì các bạn có thể chốt cái chốt này xuống thì nôi sẽ không đưa được. Và lưu ý là khi mà tắt tự đưa thì mới chốt, khi nào mà bỏ chốt lên thì mới bật máy đưa, không là nó sẽ hỏng nôi. Có thể lấy điều khiển anh bé rất thích.
Như vậy là lắp xong rồi. Chỉ việc là dùng có cái thích nhạc thì có thể bật nhạc, hoặc là số to nhỏ đưa mạnh nhẹ thì có số 123. Số to sẽ mạnh hơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Dừng lại hoặc là tiếp tục thì cũng có thể điều khiển, tùy trên điều khiển được. Nơi này thiết kế khá chắc chắn, rất là nhỏ gọn. Nó cái gian chung cư. Nó là không gian phòng nhỏ hẹp thì nó rất là tiện lợi, hoặc là có thể để lên giường được. Để lên giường ngủ chung với bố mẹ được. Nhưng mình thì thường thường để mức 3 là đưa vừa phải nhẹ, em bé nhỏ thì cũng không nên để mức để số to quá. Để mức đưa nhẹ nhàng thì nó sẽ tốt hơn. Nội thiết kế cả đồ chơi cho trẻ em. Đồ chơi thì bé sẽ làm nôi sẽ ngoan hơn. Chơi được lâu hơn. Không phải đưa đâu, nó tự đưa mà.